vào mấy chiếc rót 24 chai nè, ở Nhân Trạch Đồng Nai. Đó, bỏ xe máy theo luôn. Bỏ lên xe tải luôn. Đây. Đây là cái phần rót nè. Quấn mình co lại rồi lát ra thử cho mọi người xem. Đi lọc. Không? Đi lọc. Đèn cực tím đi diệt khuẩn. Đó. Hệ thống van hồi lưu. Van hồi lưu. Bơm. Một con bơm. Bộ phận tráng rửa 24 chai. Tráng rửa 24 chai luôn, đầy đủ chức năng luôn. Nó có bình tích áp luôn. Nó tụ điện điều khiển luôn. Rất hoành tráng nè. Cảm ơn mọi người đăng ký kênh nè. Xíu nữa ra tới Đồng Nai mình lắp xong rồi quay cho mọi người xem. Cái phần lắp đặt. Giờ đang để xe tải gom gọn hết rồi nè. Gom gọn lại hết rồi. Rồi chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đăng ký kênh nha. Lát mình quay thêm cho mọi người xem.